Thomas. Valamas. Valamas. Vâng, đây là Greg của chim sẻ Phuny Roman Center. Bó tay. Bên phía của các game thủ bên Liên Quân, quân quá lộc. Vâng, Summerian Long thiếu gia, Baby của chán đời và Katarian của 9x. Vâng, ra đến với chim sẻ. Almost.
Omus. Isa. Vâng, như vậy là với một bài không đồ lùa về 10 phút 48 với 26 dân Garrick, chim sẻ đã lên đời. Hai bác quả phụ, một bãi hiêu ăn ở sát rừng. Nhưng mà rừng này cũng không phải là chiếc ghét đầu mà là chiếc ghét thứ hai. Vâng, hơi ảo chút so với cách kích đời của chim sẻ. Bài không đồ lùa về, anh cũng kích như bài có đồ lùa về. Ngựa giò xuất binh. Vâng, KD trận này cầm quân gì? KD trận này cầm sang đánh chém rồi. Như vậy là điểm số rất cao. Vâng, lại thêm một quả phụ để ăn hoang nữa. Trận này chim sẻ sóc 2L đều như bắt tranh. Vâng, KD cùng cánh với cái chim sẻ. Úi dồi ôi, cái gì thế này? Nhà của Seng các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, Roman không phải là Seng. Rất nhiều những con vòi đang chết. Vâng, Roman đã lên đời xong rồi. Kích đời cực sớm, nhà này còn đẹp. Vâng, ngựa giò của KD đã nằm xuống. Vâng, đây là bãi vàng, KD tù vãi chày. Hai nhà BL sóc đều, vâng, có cả nhà phù thủy rồi. Đúng là Roman lên đời. Vâng, tôi én. Vâng, trong cánh là nhà 1 Lady Gaga cầm phô, đánh cung. Đông Ngân Xây A đang bị chọc. Chạy thôi. Vâng, lúc này thì Tiểu Bạch Long cầm Phonesia đã đẩy quân ra rồi. Vâng, bị đè khá mạnh rồi. Seng đang rất khỏe. Chiến X Pro Tham 22. Vâng, đang công cố với nhà của Roman. Chưa đánh vào nhà phô. Vâng, lại còn đang bị chém. Vâng, đây rồi, cung A của Babylon. Long thiếu gia Summer đánh chém. Vâng, cũng giờ ai dẹo dẹo rồi đối đầu với Seng. Vâng, cung A tham 41 đang bị game thủ màu vốn Yugi chém vào. Yugi trận này cầm gì đây? Vâng, Pơ. Vâng, lúc này chúng ta quay trở lại với chim sẻ. Tham cũng đã giật dẹo rồi. Bị chém ở bãi vàng. Chạy hết rồi. Vâng, thoát được vài con nông dân. Omus.
Vâng, chán đời quyết rồi, tỷ số là 3-1 cho các game thủ bên phía Liên Quân. Hơi khó. Vâng, Pơ, Seng, Roman, Funesian. Vâng, Long Phú Gia lên đời quá muộn.